Hi. Thưa quý vị, chúng tôi vẫn có thể đang bên nhau như hai bạn tình ca cùng trội nhạc như hoa tô nhuộm tóc lá trầu vật và thật vậy. Thưa quý vị, chỉ có tình yêu mới đem lại được hạnh phúc, và cũng chỉ có hạnh phúc mới duy trì và nuôi dưỡng những tình yêu. Và cùng chiếc tình yêu và lòng chung thủy sẽ giúp cho cô dâu và chú rể sống bên nhau đến bất niên giai lão. Đây sắp ăn mà quý vị đang chứng kiến, tượng trưng cho một tòa nhà hạnh phúc. Để rồi mai đây theo thời gian và năm tháng, cô dâu và chú rể sẽ vun đắp tình yêu để hạnh phúc mãi mãi sẽ nhảy múa trong ngôi nhà của họ. Cái rượu thứ hai đã được rót hết vào tháp đi sa băng, và bây giờ là hai ly rượu hợp tác theo bôi. Xin mời cô dâu và chú rể cùng nhau uống cạn hai ly rượu này, và tất cả chúng ta cùng nâng ly lên và hô thật lớn để chúc mừng hạnh phúc cho họ đi ạ. Nào, một, hai, ba. Xin cảm ơn. Và bây giờ là nghi thức cắt bánh thành hôn, xin mời cô dâu và chú rể. Thưa quý vị, cô dâu và chú rể đang chia ngọt sẻ bùi trong cuộc đời. Cuộc sống mới bắt đầu từ ngày hôm nay. Từ nay nên nghĩa phu thê, vai kề má ấp chăn bề có nhau. Dây chầu vẫn lấy thân cao, cầu cho cô dâu và chú rể yêu nhau suốt đời. Dù cho vọt đói sao đời, tình chồng nghĩa vợ trọn đời không phai. Thưa quý vị, trong thời gian mà cô dâu và chú rể tìm hiểu và đến ngày vui hôm nay, được chúng ta được chứng kiến để chúc mừng cho họ, thì trong thời gian dài đó, cô dâu và chú rể đã trải qua rất là nhiều cuộc thăng trầm vui buồn. Và trong đó có những giây phút rất là ngọt ngào, những nụ hôn nồng nàn mà chú rể và cô dâu đã dành cho nhau. Nhưng mà trong hôn trường hôm nay, tất cả mọi người không ai được chứng kiến cái nụ hôn nồng nàn đó hết. Nhưng để ghi lại hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời của cô dâu và chú rể, quý vị có đồng ý là cô dâu và chú rể cùng nhau hôn lại nụ hôn nồng nàn đó không ạ? Và xin những cái cách điện thoại thông minh đâu ạ? Chúng ta hãy ghi lại hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời của cô dâu và chú rể. Quý vị một cảm tay thật lớn đi ạ. Rung không cô dâu chú rể? Không rung mình làm gì á. 1, 2, 3. Đẹp chưa? Từ từ để tôi chụp hình. Rất là đẹp quý vị ạ. Thưa quý vị, hôm nay thì để chúc mừng cho cô dâu và chú rể, thì ban giám đốc nhà hàng Hoa Viên Ao Đôi có món quà muốn tặng đến cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Xin mời đại diện cho ban giám đốc nhà hàng Hoa Viên Ao Đôi, và cũng xin quý vị hãy chúc mừng cho họ một tràng tay thật lớn nhé. Quỳnh Tấn cũng xin thay mặt cho ban giám đốc nhà hàng và ban nhà hàng xin chúc cho cô dâu và chú rể được trăm năm hạnh phúc sống bên nhau đến vỡ bạc đầu. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ xin mời cô dâu và chú rể trở về bàn tiệc để đón chào tất cả quý vị khách quý trong ngày.